Thưa quý vị, thời gian qua trên địa bàn thành phố có mất không ít ca mắc COVID-19 là công nhân ở tại các khu công nghiệp. Do đó, những khu nhà trọ có công nhân sinh sống đều chủ động đảm bảo phòng chống dịch. Đặc biệt, trong thời điểm này, mỗi người đều tự giác ai ở đâu thì ở đó. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Tại khu nhà trọ số 16, đường Phan Văn Đình, phường Hòa Khánh Bắc, đang có 48 phòng trọ với 75 người sinh sống. Toàn bộ là công nhân khu công nghiệp trên địa bàn quận Liên Chiểu. Trước đây khi có ca bệnh được ghi nhận tại công ty điện tử Việt Hoa, các công nhân đang làm tại công ty này đều tự cách ly tại phòng trọ. Tất cả đều nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch cho bản thân, mọi người, nhất là trong thời điểm giãn cách 7 ngày theo chủ trương của thành phố. Phong tỏa hết người, cả nhà, gia đình ai cũng ở trong nhà hết, không có ai ra ngoài đường hết. Cũng lo, cũng mua thực phẩm, cũng mua thức ăn đồ bỏ trữ trong các gia đình trong nhà để ăn, mình không dám đi ra được không? Không giao tiếp với bất cứ một người nào hết. Thứ tư là cấm ra đường tuyệt đối. Quận Liên Chiểu là địa bàn có nhiều công nhân làm việc và sinh sống tại các khu nhà trọ. Chủ các khu nhà trọ cũng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các biện pháp phòng chống dịch cho công nhân đang cư trú, phòng cách ly với phòng, đảm bảo họ không ra ngoài. Tuyên truyền cho mọi người, các thành phần trong gia đình là chúng ta ở trong gia đình chúng ta cũng phải giữ khoảng cách và tuyệt đối là thực hiện đủ cái 5K. Và nhất là đặc biệt nhất là trong cái thời gian này thành phố đang thực hiện cái phong tỏa thì chúng ta không được ra ngoài. Mặc dù là những cái lý do không chính đáng nhưng mà chúng ta không nên ra ngoài một tí nào hết. Cứ ai ở đâu ở yên đó. Rút kinh nghiệm từ các đợt trước, khu tôi tuyệt đối an toàn. Không khi có dịch tất cả các nhà đóng cửa, ngoài đường vắng như cùng chung ta, từ chính quyền địa phương cho đến người dân, cho đến công nhân ở trọ, đều răm rắp một lần, thực hiện đúng cái chỉ thị của trên giao. Ngoài ra, qua đợt xét nghiệm diện rộng đại diện hộ gia đình vừa qua, ngành y tế đã phát hiện nhiều trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng không có triệu chứng. Vì vậy, đề nghị các địa phương phải xem mỗi phòng trọ như một hộ gia đình để việc lấy mẫu xét nghiệm được đầy đủ và toàn diện.